quá cắn cả nhà ơi. Con mái nó đang nuôi con. Nó xuống. Mình nãy mình bắt được tổ 4 con nha anh em. Chim chồng. Nay bắt được tổ 4 con. Má nó chàng chàng đi không? Làm hồi nó không có kêu. Này mình đi được 4 con rồi cả nhà. Được 3 con còn vạch kìa. Được 4 con không con non. Con tổ 4 con ấy mấy chiếc kèo mình đánh á. Mình kết thúc video đây nhé cả nhà. Đây chim mồi mình. Mọi người thân mến mình ủng hộ cho mình. Cho mình xin một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.